nhằm mục đích tăng cường giao lưu, phối hợp, nâng cao chất lượng hoạt động đoàn và phong trào thanh niên năm 2023. Mới đây, đoàn viên thanh niên các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã tham gia một phiên tòa giả định để nâng cao kiến thức pháp luật. Ngày 15 tháng 3, Liên chi đoàn Báo Tuổi Trẻ, chi đoàn trường đoàn Lý Tự Trọng phối hợp cùng Đoàn Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh, Khối Nghệ thuật Đoàn Sở Văn hóa và Thể thao, Đoàn Cơ sở Trường Đào tạo Bồi dưỡng Nghiệp vụ Kiểm soát Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức phiên tòa giả định với sự tham gia khoảng 100 đoàn viên thanh niên. Phiên tòa giả định diễn ra với đầy đủ trình tự, thủ tục, thành phần theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Phần phát biểu luận tội của kiểm sát viên thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa đã giúp các đoàn viên thanh niên, người dân hiểu rõ hơn những quy định của pháp luật về hành vi phạm tội, mức án áp dụng, cũng như hoạt động của cơ quan tiến hành tố tụng, tính nghiêm minh của pháp luật.